thì chỉ gọi suất 15 thôi, nó giá là khá là sinh viên. Xin chào Ăn Khắp Hà Nội, hôm nay đang có mặt tại Chùa Láng và ngày hôm nay chúng ta sẽ được biết đến những địa điểm ngon ở Chùa Láng đây. Thì địa điểm đầu tiên mình xin giới thiệu đó là số 55 Chùa Láng, nơi mà có một hàm thịt xiên, bánh mì rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào để order một phần nhá. Quán rất là đông luôn các bạn ạ. Thực sự quán rất là đông luôn. Bây giờ chắc chắn là phải chờ đợi luôn các bạn ạ. Đây, nếu như các bạn order ngồi ở đây, ăn ở đây ấy, thì có thể ăn thì sẽ phải lên tầng 2 để ăn. Nhưng mà thực sự rất là đông. Còn nếu mà khách mua mang về ấy, thì có thể phải chờ đợi ở đây cũng phải khá là lâu ấy. Em ơi, cho anh order. Để em một tí đất. Đấy, các bạn thấy không? Vẫn phải chờ đợi. Lúc này mình sẽ giới thiệu cho các bạn lại quán nhá. Đây, các bạn nhìn thấy không? Không gian của quán ấy nhìn cảm giác như là ở ngoài vỉa hè của Hà Nội ấy. Bởi vì nó cảm giác nó rất là thân thương. Từ cái nơi nướng thịt này nhìn thấy rất là thân quen so với việc là các cô mà bán ở vỉa hè thịt xiên nướng ấy. Còn đây, không gian ở bên cạnh này, cái bức tường này nhìn thấy cái màu vàng cũng là rất quen thuộc và đặc trưng ở Hà Nội. Đáng lẽ các bạn nhìn những cái số điện thoại này, bình thường ấy ở Hà Nội những cái tường đấy mọi người sẽ in là kiểu như là khoan cắt bê tông rồi là hút bể phốt này nọ, hay là đây nhìn thấy không, những cái biển quen thuộc đó là ngách hàng thịt. Ok, bây giờ mình sẽ order. Em ơi, cho anh một người thì anh sẽ gọi một thịt xiên nướng đi, là bây giờ là 8.000 đúng không? Em ơi, cho anh nửa bánh mì bơ tỏi đi, là 10.000 đúng không? Ok, ở đây còn có rất nhiều các loại đồ ăn khác như là súp này, rồi là nộm, khoai với salad đúng không? Nhưng mà nổi tiếng nhất ở đây là thịt xiên đúng không? Bình thường ở đây nhà mình bán được bao nhiêu bánh mì hay bao nhiêu thịt xiên một ngày? Thế thì tùy thuộc vào từng ngày anh ạ. Khoảng. Cái đấy thì em không thống kê được đâu ạ. Tại vì em không phải là người thống kê. Ok rồi, ok, thế cho anh luôn nhá. Anh ra ngoài bên này anh chờ nhá. Qua. Đây rồi. Một suất ăn của mình đây là buổi chiều có 18.000 thôi các bạn ạ. Cái bánh mì và nửa bánh mì bơ tỏi này là có giá 10.000. Còn đây là thịt xiên rất là to có giá là 8.000. To phết đấy các bạn ạ. Bình thường ở đây thì có rất là nhiều cách gọi, mọi người có thể gọi ăn thịt xiên không này, hoặc là ăn bánh mì kèm cả thịt xiên. Thế nhưng mà mình muốn kiểu trải nghiệm làm ăn thịt xiên không để review cho các bạn. Ngon đấy, ôi, nhưng mà bị cay. Quên mình không dặn. Ôi, mình ăn phải khá là nhiều ớt. Ôi, bị cay quá các bạn ơi. Nhưng mà phải nói rằng bánh mì rất là ngon. Thịt xiên to như này mà có 8.000 thôi. Các bạn nhìn thấy không? Có cả sữa chuột kèm theo ở trong đĩa này. Ăn thịt xiên không với ăn sữa chuột thực sự đã. Vậy mình ăn được bánh mì bơ tỏi nhá. Mình nhớ tỏi trên này, quết bơ này, bánh mì nướng. Một người ăn ấy, các bạn chỉ nên ăn nửa cái thôi. Bởi vì ăn một cái sẽ rất là no luôn ấy. Bánh mì giòn. Cảm giác rất là giòn các bạn ạ. Thơm mùi bơ tỏi, cảm giác thích cực. Wow, mình thấy đã đấy. Đầu tiên ấy, mình chỉ biết ở đây là có thịt xiên ngon thôi, mà không ngờ là bánh mì ở đây cũng rất là hợp lý và ngon luôn các bạn ạ. Thế nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà cái bánh mì này có giá là 10.000 thì so với các bạn sinh viên ấy thì thực sự là khá là đắt. Bởi vì cái khu Bách Khoa ấy, nơi đó có rất là nhiều cái bánh mì là như cả cái luôn, mà bánh mì cũng quết bơ tỏi rồi là tỏi ớt rồi tất cả các thứ, rất là nhiều nguyên liệu thì cũng có 10.000 thôi các bạn. Nhưng thực sự ở đây chắc là do quán có thương hiệu này, thế nên là giá nó cũng đắt hơn một chút. Còn đâu thịt xiên thì mình thấy là giá như thế là rất là vừa phải. Ngon đấy. Bây giờ mình sẽ lại dẫn các bạn đến một cái ngõ rất là quen thuộc. Nơi đó có một cửa hàng đó tên là Thơm. Các bạn đã nhận ra là ngõ gì chưa? Đó là ngõ 91 Chùa Láng. Nơi đó cũng có rất là nhiều những quán ăn ngon. Đi thôi.
đi sâu vào con ngõ 67 khoảng là 50m thì đến nhà số 8. Các bạn sẽ nhìn thấy một cửa hàng ở bên ngoài giống như là một cửa hàng đại lý bán các đồ ăn. Và nơi đây ở ngay sát cái chỗ mà ký túc xá của Học viện Ngoại giao ấy, nơi đây mà các bạn ngoại giao ấy cũng ở sang đây mua rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ vào bên trong một cửa hàng nhỏ nhỏ đấy để gọi thử một bát tàu phớ. Ok, mình sẽ chọn chỗ này. Cô ơi, cho con một bát tàu phớ với ạ. Đó, cô ở trong này. Bình thường thì các bạn ngoại giao ấy sẽ ới từ ngoài kia là cô vẫn có thể nghe thấy, bởi vì cô ngồi trong kia nấu ăn thôi, nhưng mà cô vẫn quan sát được hết tất cả ở bên ngoài này. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào bên trong nơi con bếp mà chế biến ra rất nhiều loại đồ ăn ngon ngon dành cho các bạn ngoại giao ngoại thương. Đi vào sâu bên trong này cơ, sữa chua này nọ đồ. Đây, nơi đây, cô đang làm tập ở Aven, cô đang múc những cái suất. Đây là suất của con đấy đúng không cô? Caramel à? Caramel đấy. Ở đây nhà mình là những thứ gì là tự làm được hả cô? Tất cả những thứ này đều tự làm được hết ạ cô? Phở thì phải đi nhập à? Vâng. Còn đâu? Caramel. Caramel là tự làm, chân trâu đấy, tự làm đấy. Vâng. Vâng. To như này. Bây giờ là 15, vẫn là 15.000 đúng không cô? 15.000 đấy. Sao chạy để con tự bê ra chọn. Đây. To đầy ự này. Nhìn nó rất là khác với những hàng khác. Là cái bát ở đây nhìn trông rất là to. Ôi, nhìn thấy khá là run sợ đấy. Đi thôi. Hồi hộp quá. Thế rồi, mình sẽ vẫn ngồi đây các bạn ạ. Ok. Đây là cái phần tàu phớ 15.000 rất là nổi tiếng ở ngõ 67 Chùa Láng. Các bạn nhìn thấy không? Giờ khô này. Cô bảo là những cái sản phẩm ở đây ấy, ngoài tàu phớ ra thì gần như là những cái đồ thì đều là cô tự làm. Đó, kiểu đầy ú ụ thế này. Có rất là nhiều topping luôn. Có các loại, hai loại thạch này, thạch đen này, đây cái thạch đỏ, thạch trắng này, caramel này, dừa khô này, tàu phớ này, trân châu này. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Cảm giác mát lạnh các bạn ạ. Ngon ghê đấy. Hãy nhớ xem hết clip để biết được những địa điểm ngon ở Chùa Láng, không phải ai cũng biết đâu các bạn. Trân châu đấy rất là dẻo, rất là ngon, đặc trưng. Mình thích cái dẻo dẻo của trân châu đấy. Caramel cũng rất là ngon. Caramel ở đây mình thấy là ngon hơn loại tàu phớ. Caramel kiểu thơm, ngọt vừa phải. Xong rồi có cái vị cà phê ở dưới cũng rất là đã luôn. Vậy nhìn thấy không? Ăn xong mà bát nó vẫn còn rất là đầy ấy các bạn. 15.000, mình nghĩ rằng là ai đi với cả người yêu mà ăn một bát này thôi cũng đã đủ lắm rồi ấy. Nhìn chung thì bát, cái vị của nó rất là vừa phải. Ngon, ngọt, thanh. Ổn đấy. Ôi, nước được. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục đi dọc con phố Chùa Láng. Wow, bây giờ mình đang có mặt ở cái đoạn mà Chùa Láng giao cắt với cả đường Láng ấy. Không biết rằng là trong cái số này bọn mình có giới thiệu được tất cả những cái món ngon không? Bởi vì Chùa Láng có quá là nhiều thứ. Ốc này, rồi là khoai cái gì nhỉ, mít sấy hay là khoai tây chiên, rồi là nem chua rán, rất là nhiều thứ ở Chùa Láng đều có. Còn bây giờ mình đang dừng ở số 211 đường Chùa Láng, nơi đây có một quán hoa quả dầm mà từ cái hồi mà mình còn năm nhất năm hai cũng đến đây để ăn rồi. Bạn ơi, cho mình một hoa quả dầm có kem đi nha. Bình thường ấy, khi mà các bạn gọi cốc 15.000 ấy thì sẽ được một cái cốc khác, nó ngắn ngắn nhỏ nhỏ hơn và cũng là hoa quả, thế nhưng mà kiểu như là nó sẽ không có kem như này này. Chắc chắn là một cái địa điểm mà 211 Chùa Láng nó không còn quá lạ gì so với cả sinh viên kiểu như là ở ngoại giao này, ngoại thương hay là luật. Các bạn ơi, nhìn đấy này thì không biết rằng là sẽ cho đá vào kiểu gì đây, nhưng mà nhìn ấy chắc là mình cũng phải dầm đều ra sau đó mới cho đá được vào. Có nhiều loại hoa quả lắm. Lúc mà nhìn trực diện đầu tiên ấy thì cái lớp kem ở trên phủ lên ấy, mình cảm giác mà xong nó có cái màu hồng ấy, thực sự là mình không ưa mắt cho lắm. Nhưng mà hôm nay kiểu như là muốn review ấy nên là mới gọi suất 25 thôi, còn nó bình thường ấy thì chỉ gọi suất 15 thôi. Nó giá là khá là sinh viên. Ở khu Bách Khoa mà bọn mình ấy thì cũng có những cái loại hoa quả dầm 15.000 và 20.000 như thế này. Nhưng mà tại sao mà mình vẫn muốn review ở một cái địa điểm
tưởng chừng như rất là bình thường nhưng mà lại rất quen thuộc với các bạn sinh viên ở đây. Cũng là vì một phần là rẻ này, thuận tiện này, thế nên là các bạn sinh viên đến đây cũng khá là thường xuyên. Khi mà mình trộn đều lên rồi ấy, thì bắt đầu hoa quả nó kiểu lấp đầy những cái chỗ trống. Thế nên là chắc là đây này, có cả thanh long đỏ, cốc nó mới màu hồng như thế này. Bây giờ thì cho đá vào được rồi đấy, bởi vì cốc khá là vơi vơi đi rồi. Wow, cảm giác đầy ức lên rồi. Chỉ sợ là trộn ấy bị rớt ra ngoài thôi. Hình như đây là nho hay sao ấy. Có cả chuối này, thanh long đỏ, thanh long trắng cũng có này. Đây là dưa hấu này. Nhìn thế này thôi nhưng mà cốc khá là đầy đấy, không biết rằng là ăn có hết hay không. Đây là dưa gang. Đây là chân trâu này. Thử nước nó đã nhá. Ôi cảm giác nó ngọt ngọt. Cảm giác bị ngọt so với vị của mình các bạn ạ. Ui, ăn vào miếng xoài ở đây thực sự là rất là ngọt luôn. Nhưng mà nó không bị ngọt sắc. Kiểu như là kiểu vị xoài là vị xoài cát chu ấy. Nó ngọt theo kiểu thanh thanh ấy. Khi mà chúng ta ăn vơi vơi rồi ấy, xong rồi đó cho đá vào thì cái vị ngọt của cốc ấy nó đã được giảm đi rồi. Nên là lúc đầu mình đánh giá ngọt thì cũng là hơi vội vội một tí. Hơi vội vàng các bạn ạ. Dưa gang cũng ngọt, thơm. Cho đá vào thì vị của nó khá là vừa. Kiểu lúc trước ấy đá nó chưa tan, thế nên là vẫn còn cảm giác ngọt. Khi mà tan rồi thì vị nó thực sự là khá là hợp lý luôn. Đây là như táo hay lê ấy. Được. Mình cảm thấy đây là cái vị sữa ở đây nữa. Nếu mà mình ấy thì mình vẫn thích cái vị cốt dừa đậm hơn nữa thì sẽ ngon hơn. Cái vị thơm của cốt dừa mình vẫn chưa thấy có. Nhìn chung thì hoa quả khá là tươi, hợp lý. Các bạn hãy nhớ rằng là hãy xem hết clip này bởi vì còn rất là nhiều những đồ ăn khác và những quán đáng phải thử ở khu Chùa Láng để biết rằng là đến Chùa Láng cũng hấp dẫn và tuyệt vời như thế nào. Phải nói rằng là ở Chùa Láng có rất là nhiều những đồ ăn vặt. Thế nhưng nếu mà để chuẩn bị đi học thêm này hay học một cái gì đó vào buổi tối thì để cho no bụng thì chúng ta hãy thử đến đầu chỗ chợ Chùa Láng. Nơi đây cũng có một cái hàng bánh giò này, hay là trứng vịt lộn này, ngải cứu này, hay là cháo chai, cháo sườn sụn cũng rất là ngon. Ok, đây rồi, mình sẽ ngồi đây. Cô ơi cho con một bánh giò có cả giò nhá. Đấy, mình gọi rồi. Bình thường ấy, bánh giò ở đây một cái combo đầy đủ như thế là có giá là 18.000 đồng. Nếu như ở Chùa Láng mà các bạn vẫn không biết chợ Chùa Láng ở đâu thì hãy nhớ cái địa điểm là 102 Chùa Láng, nơi cổng chợ Chùa Láng các bạn ạ. Mà nơi bên cạnh cái hàng đó là có một cái hàng hoa đẹp đẹp ấy. Nếu như ở Ao Sen thì cái bánh giò không chỉ có giá là 13.000. Thì hôm nay mình chơi luôn là bánh giò mà có cả thêm giò này, có cả dưa chuột thêm vào này thì có giá là 18.000 các bạn ạ. Một cái miếng giò này khá là to này. Ở đây còn có bán thêm kiểu trứng vịt lộn, ngải cứu này, cháo chai như mình đã giới thiệu lúc đầu. Cũng rất là ngon. Nhìn nó bình dị và đơn sơ lên thế thôi. Thế nhưng mà là một cái quán mà cứu đói của rất là nhiều những bạn sinh viên ở khu này đây các bạn ạ. Mình sẽ bỏ cái này ra nhá, để ăn bánh giò dễ hơn. Ui, nóng bỏng, bỏng môi luôn ấy. Ăn một ít chả nữa. Hôm nay không biết là mình có ăn hết được cái này không, bởi vì hôm nay mình đã ăn rất là nhiều món để giới thiệu cho các bạn rồi. Nhiều lắm ấy, kiểu cứ bị đã mồm ấy. Cái phần thịt của giò ấy mềm tan trong miệng, xong rồi cái phần thịt nó đập 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 hoặc kết hợp với cả chả này, dưa chuột này thì thực sự rất là ngon. Dưa chuột ở đây mặn mặn cay cay, nhưng mình thích nếu như dưa chuột mà chua hơn nữa thì ngon hơn. Cái bánh giò ở đây trong cảm giác ăn nó khá là mới, khá là tươi. Đây, combo đầy đủ đây. Phần thịt của bánh giò này, phần nhân này. Nhân cũng khá là nhiều các bạn ạ. Nếu mà các bạn mà ăn tiết kiệm hơn một chút, các bạn không cần gọi giò cũng được. Bởi vì bánh giò ở đây đã ngon và đầy bụng lắm rồi. Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh giò ở đây. Bởi vì là mình có một đứa em học ở ngoại giao, nó giới thiệu đến đây thì mình mới biết đấy. Thế mình không nghĩ là một cái hàng bánh giò bình thường ở vỉa hè bán ở đầu chợ mà lại cũng được lòng các bạn sinh viên như thế đâu các bạn ạ. Nên phải thử nha, bây giờ mình ăn tiếp đã. Ôi, cảm thấy no quá. Chỉ có ăn vài món thôi mà đã cảm thấy rất là no bụng rồi. Phải nói rằng là chỉ cần đi dọc đường Chùa Láng thôi là cảm thấy là wow, có quá nhiều thứ để lựa chọn rồi. Thế nhưng mà đó vẫn không phải là tất cả những thứ ở Chùa Láng. Bởi vì trong đầu mình hôm nay khi mà chuẩn bị là muốn giới thiệu cho các bạn nhiều hơn thế này. Từ bánh
chuối này, bánh khoai ở 150 hay là ốc Quyên An ở 1194, rồi là các thiên đường ẩm thực ở ngay đối diện chỗ học viện ngoại giao với cả chùa Láng, rồi các loại nước, rồi là các loại xiên que hay là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, rồi là cút các thứ, các cút nướng. Wow, nhiều lắm ấy. Thế nhưng mà chắc là phải đợi số khác nha. Còn bây giờ thì hãy comment những địa điểm, những quán ngon mà các bạn nghĩ rằng là nên phải thử khi đến chùa Láng để cho tất cả mọi người cùng biết nha. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Ăn Khắp Hà Nội để kịp theo dõi những món ngon ở khắp địa điểm ở trên Hà Nội nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Mm-hmm.